Thế giới này có thật sự bình đẳng không? Tờ báo Nhân đạo Độc lập The New Humanitarian nêu ra một nghịch lý đau lòng rằng Liên Hợp Quốc đã nhanh chóng nhận được 1,6 tỷ đô la hỗ trợ nhân đạo cho người dân Ukraine trong 4 tháng đầu, tính từ đầu xung đột Ukraine-Nga. Số tiền này chiếm 80% mục tiêu mà Liên Hợp Quốc đề ra trong cả năm nay. Và điều đáng buồn là trong cùng thời gian tương tự, Quỹ hỗ trợ nhân đạo cho người dân Sudan chỉ nhận được 20% và Quỹ hỗ trợ hạn hán cho Kenya còn khiêm tốn hơn với chỉ 17% số tiền đề ra. Chuyên gia Haji Malim, giám đốc khu vực của tổ chức Action Against Hunger, phụ trách khu vực sừng châu Phi cho biết, khu vực này đang trải qua đợt hạn hán tồi tệ khiến cho 18 triệu người có nguy cơ chết đói, nhưng dường như thế giới không biết đến điều này. Trẻ em ở đây đang chết đói, chết khát và không có ai đến hỗ trợ chúng. Anh nói thêm, tại nơi Malin đang làm việc, đầy ắp những đứa trẻ chưa được ăn trong nhiều ngày. Da rã rời, lộ ra những bộ xương sắc nhọn, đôi mắt chúng sợ hãi mở to. Cách đây nhiều ngày trên mạng xã hội Instagram đã có một tấm ảnh về thực đơn cứu trợ gây tranh cãi. Một bên là thực đơn cho trẻ em Ukraine với thịt bò, khoai tây, rau và bánh mì. Và một bên là trẻ em châu Phi với chỉ một túi cơm trắng. Mạng sống của con người có bình đẳng không? Có lẽ là không. Liệu có một sự bình đẳng thực sự nào không? Liên Hợp Quốc kêu gọi tới hơn 2 tỷ đô la hỗ trợ cho khoảng 4 triệu người tị nạn Ukraine. Dĩ nhiên, những khoản này chưa bao gồm khoản hỗ trợ từ chính các nước sở tại. Nhưng chỉ kêu gọi khoảng 100 đến 130 triệu đô la hỗ trợ cho tới 18 đến 20 triệu người chết đói ở châu Phi. Tiến sĩ Yahya Abdi Garun tiết lộ với tờ Al Jazeera. Có một đơn vị đã thu hồi 500.000 đô la viện trợ cho Somalia sang cho người dân Ukraine. Và việc này đã gián tiếp khiến hơn 20 trẻ em Somalia thiệt mạng tại một trung tâm nhân đạo vì không có tiền mua lương thực. Trong những tháng vừa qua, thế giới dường như đổ dồn mọi tâm trí vào Ukraine và dường như những dân châu Phi và các khu vực khó khăn đã bị lãng quên qua nhiều cách. Theo các bác sĩ tại Colombo, Sri Lanka phải thực hiện các thủ thuật xâm lấn y học và không có thuốc tê hay thuốc gây mê. Người nhà, bệnh nhân và các bác sĩ tuyệt vọng vì những lời hứa hay những khoản hỗ trợ đã bị sang tên đổi chủ đến một nơi khác. Christian Scott, đại diện của UNICEF Sri Lanka cho biết, có khoảng 150.000 USD từ Thụy Điển đã được cam kết hỗ trợ cho Sri Lanka, nhưng khoản tiền này đột nhiên quay đầu hướng về Ukraine. Đó là chỉ một trong số nhiều khoản tiền đã bị đổi hướng một cách có chủ ý, và điều này đã dẫn đến một nghịch lý là nơi nhận được quá nhiều sự hỗ trợ, còn nơi lại quá ít. Tại thành phố Baidoa, Somali, trong nửa đầu năm 2022 đã có hơn 500 trại tị nạn được thành lập, nhưng số tiền hỗ trợ ít đến mức các tình nguyện viên phải bốc thăm để lựa chọn nơi nào sẽ được hỗ trợ, vì phần lớn số tiền cam kết trước đó đã được đưa đến Ukraine. Jen Ashland, giám đốc phụ trách các vấn đề khu vực của Na Uy, cảm thấy tức giận và xấu hổ vì phương Tây dường như đã không đối xử công bằng giữa các quốc gia. Jen Ashland tiết lộ rằng quỹ hỗ trợ người dân Ukraine của ông đạt đủ số tiền chỉ sau 48 giờ, còn quỹ hỗ trợ người dân châu Phi chỉ thu được 25% số tiền sau hơn 3 tháng quyên góp. Các quốc gia Yemen, Syria, Iraq, Nam Sudan, Cộng hòa Dân chủ Congo và các vùng lãnh thổ của Palestine cũng đang rơi vào những thảm cảnh nhân đạo khi không được chú ý đến và mọi sự trợ giúp dường như chỉ nhắm đến Ukraine. Bình đẳng phải chăng là một định nghĩa xa vời? Bình đẳng phải chăng chỉ là một khái niệm được vẽ ra để xoa dịu đi những tàn dư của chủ nghĩa thuộc địa từ thế kỷ trước? Bình đẳng là gì khi mà ở ngay một nơi mà người ta đang hô hào bình đẳng nhất lại xảy ra những sự phân biệt tồi tệ nhất? Thế giới vẫn đang tồn tại nhiều nghịch lý và bất công, nhưng cái cách mà hàng ngàn người dân châu Phi và các khu vực khác thiệt mạng mỗi ngày vì nạn đói, chiến tranh,
nhưng không mấy khi được biết đến, hay là vì màu da của họ, không phải là màu trắng